chứ chị không muốn nó ở với chị là tại vì mẹ mà trả tiền điện tiền nước tiền nét cho nên cũng phải chịu đựng mẹ chứ mẹ thiệt ra là một con quỷ cái hai chị nhi lê khi làm ăn chung với đàn ông chị nhìn đâu đế quyết tâm làm ăn với họ lâu dài rất dễ em chị nhìn cái cách họ đối nhân xử thế với những người xung quanh của họ họ mà đối xử với vợ họ không ra gì họ mà đối xử với nhân viên họ không ra gì họ mà đối xử với lại bạn bè họ anh em họ không ra gì gì cũng làm ăn với họ với những nghĩ đây là một cái lợi thế khi như là phụ nữ như đi làm ăn với đàn ông như được họ dắt như tới nhiều cái khía cạnh khác của họ lắm tại vì đó là đàn ông với đàn ông thì có thể nó ngồi nó chỉ nói chuyện về công việc nhưng mà bởi vì, vì như là phụ nữ thì có thể dắt đi ăn nè đi nhậu này gặp gia đình nó nè, gặp vợ nó này gặp con nó nè, gặp bạn bè nó nhưng có thể nhìn được nhiều khía cạnh khác của người đàn ông để như đưa ra một quyết định là như có muốn làm ăn chung của họ hay không ok và có những người đàn ông như thấy họ quá xuất sắc để mà nhi không muốn làm ăn với họ luôn tại vì nhi muốn cái tình anh em đó tới mức mà nhi quyết định là thôi đến cuối cùng thôi đừng làm ăn chung với nhau tao sợ lỡ làm ăn mà tao mày bực bội với nhau á tao mất luôn cả tình anh em với mày với vợ mày với con mày tao không thích dạ yeah. tao muốn giữ cái giá trị này ở cái phần đó tức là gặp nhau để hỗ trợ cho nhau về mặt về mặt đời yeah. về giáo dục con cái về nuôi dạy con rồi về chăm sóc gia đình rồi về tâm lý tao thích nói chuyện của mày ở phần đó khỏi làm ăn chung cũng được mày cũng giàu tao cũng giàu đi kiếm đứa khác làm ăn chung giàu cũng được vậy thôi đơn giản chị cực kỳ đơn giản chị rất dễ để mà chị quyết định làm ăn với ai nhưng mà cũng rất khó tại vì khi em đi và em nhìn thấy những cái đó là em em mới biết là, là em mới biết được là là một người xuất sắc không dễ <laughs> có đứa hỏi vậy khi làm ăn với phụ nữ thì sao chị câu này còn dễ hơn kiếm con nào như con nhi làm ăn chung hết <laughs> trời đất ơi cái câu dễ vậy mà cũng hỏi không tin hả à? không tin hả linh rồi cho em thấy nè giờ ngày mai tao nói tụi bay tao ngày mai mà tao mở một cái web tao cái là cơ hội được làm ăn với nhi lê bao nhiêu đứa tụi bay đi vô trong web đó nhấn đó cái vấn đề là nhi không mở thôi chứ nhi mở các bạn nghĩ là nghĩ sao vậy đó tiêu chuẩn rất đơn giản mỗi lần giờ muốn đi làm ăn với phụ nữ lấy như lê làm hình mẫu chốt đơn kìa tụi bay tưởng dễ mà kiếm được một con phụ nữ mà làm ăn mà đường hoàng như tao à trời đất ơi đây là đàng hoàng đó mà không mở cửa cho ai đó nghe chị nhi là người đi chọn người mà nhi muốn làm chung nghe các bạn nhi không có cho ai chọn nhi hết đó. nhi chọn người ta nói thẳng ra là rứa em muốn làm gì cũng được hết á ok nhưng mà lời khuyên của chị cho những cái bạn trẻ vẫn như cũ tìm thầy đi em nếu tụi em coi cái podcast Miss Nhi của chị à quên những cái bạn coi kênh chị lâu mà chưa có qua Miss Nhi podcast qua Miss Nhi podcast nhấn subscribe liền Tại vì bên đó chị mời doanh nhân thành đạt chị mời những cái người thành công trong cái lĩnh vực của họ rồi chia sẻ không có ai nói là họ thành công mà không có thầy hết á người nào không có thầy hết á chỉ có người Việt Nam mình mới mới uh, <laughs> ôm bom thôi tức là tự tao làm tự tao thành công chứ còn người nước ngoài là họ hiểu rõ mentor quan trọng như thế nào nè đó lứa hồi 20 hồi mà ai mà cùng tuổi với nhi á là đây là mất tiền khôn ra không à ở những cái lứa mấy chị gọi là millennial nếu không, millennial là tiếng việt mình là gì chị không biết nữa là chín tám mấy tới chín sáu thì sao á là chị chín hai đúng không mà chị nghĩ cái lứa của chị lại là cái lứa được trải nghiệm thay đổi nhiều nhất tại vì á, hồi chị lớn lên là cái lứa của chị là nó bắt đầu có điện thoại Nokia điện thoại trắng đen là chơi con rắn săn mồi sau cái điện thoại đó xong mấy năm là nó lên cái điện Nokia mà nắp trượt trắng đỏ đó đó sau cái điện thoại đó thôi có 1 năm hai năm là nó ra iPhone rồi tức là cái thời điểm tụi chị hồi trẻ là công nghệ thông tin nó lên kinh bãi chu hồi đó cái lứa của tao hỉ thì nhẹ mày mà trong đám bạn mà mày mà xài iPhone là mày là đại gia mà đại gia má con nhà giàu kinh khủng khiếp đó. chứ không phải giờ mẹ hai tay hai cái iPhone là chuyện bình thường hồi xưa có một cái iPhone là thứ dữ thứ dữ rồi à, xong rồi à, lên một chút tuổi của chị trưởng thành lên chút 17 18 bắt đầu có máy tính bắt đầu có internet đi ra tiệm net chơi game rồi từ chơi game xong một chút tụi chị là có cái gì nữa tụi chị à, bắt đầu có YouTube rồi có Google để cho tụi chị search để cho tụi chị tụi chị bắt đầu học hồi đó Google cũng chưa có nhiều thông tin đâu Google hồi xưa nó cũng basic lắm nó không phải như giờ em thả cái đất gì vô nó cũng có hết hồi đó nó còn chưa có báo mạng rồi nữa uh... Google hồi đó là thông tin cơ bản là mua cái này mua cái kia là mua vé máy bay rồi mua đồ uh, shop tiện tiệm điện thoại đồ vân 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 vậy thôi chứ nó chưa có như bây giờ là tiệm làm tóc nè rồi đồ ăn rồi đi ăn chỗ nào rồi recommendation hồi xưa không có mấy cái đó luôn rồi gì nữa rồi đứng nói đến chuyện học tiếng Anh luôn hồi đó có Google dịch đó nhưng mà cũng cũng ít có ai xài tại vì cái bọn tay nó cũng có gì Việt Nam nhiều cho mày có cơ hội được nói chuyện bằng tiếng Anh đâu cái lứa của tụi chị nó khác tụi em đó, đó là cái thời kỳ trẻ của chị khi gì hai mươi mấy tuổi chị bắt đầu qua sinh chị mới thấy má đúng là mình giống mình sống một cái cõi khác ừ. qua đây dân người ta ở một cái tầng cao lắm hồi qua cảm thấy mình lạc hậu vô cùng cho nên tụi em đang ở cái thời kỳ mà những cái bạn mà bây giờ ví dụ như con của chị đi nữa giờ nó còn biết có chat gpt nữa là thôi luôn mà nó không biết cách gõ nói chuyện nữa ta nói mày là nó thiên tài luôn giờ yeah hồi 7 tuổi trời ơi giờ mấy bạn ở cái tuổi này mấy bạn có quá nhiều thứ để học luôn đừng có để thua Eva nghe không như nói các bạn nghe trường Eva nó dạy kinh lắm nó dạy ai ai quá trời luôn con nhí lên trường giờ là tại vì Eva nó đang học một cái lớp trong trường trong trường Minh Sinh nó còn dạy cho bạn về kỹ sư nữa là làm sao để bạn làm nối mặt máy tính rồi làm sao để lắp ráp mấy cái này á nói chung là trường bên này người ta dạy cho con bạn tới tức là nó cho phân tích cho con bạn biết là để ra được một mấy cái máy tính nó cần gì á ờ, thì làm mẹ là một người Việt Nam ở nước ngoài gì hồi thấy miền dốt thua con mình mà như không có thấy xấu hổ gì chỉ kể cho các bạn thôi <laughs> là để các bạn hình dung ra cái chuyện con của bạn về nhà mà nó nói với bạn là mẹ mấy cái điện thoại xài vậy nè cái máy tính xài vậy nè mình nhìn nó 7 tuổi cái mình nhớ lại hồi đó 7 tuổi mình làm được cái gì á cái cảm thấy khác hoàn toàn cái khoảng cách với cái thế hệ mà cái chuyện là con bạn cái khả năng của nó học được nhiều và dùng được nhiều á bạn phải kiếm thứ để dạy cho nó mà bạn mà không giỏi bạn không dạy được cho nó luôn theo phương diện là một người mẹ như thế đó là cái vấn đề lớn nhất Còn như vậy nên là giờ như học ai như vậy cho eva đồ này nọ nhưng mà mình cảm thấy về nó dạy lại mình đủ thứ như thế này đấy. trả lời cho bạn thì nghĩ sao về đa cấp chị chẳng nghĩ gì hết chị đã nói rồi mà bạn của chị cũng có rất là nhiều người làm ngành đó chỉ là chị không làm thôi và chị không thích dạ yeah. đầy em ơi 10 người xung quanh chị là doanh nhân thì đã 8 người làm rồi song song với cái đó họ làm doanh nghiệp của họ nữa thì chẳng nghĩ gì hết á tụi em thích nghĩ gì nghĩ trời ơi không nói gì cho ba mẹ thông cảm được hết á em ơi có một trong những cái thứ mà tụi em phải hiểu là em và ba mẹ em một cái thế hệ rất là khác nhau chị nói thiệt rất tụi em thậm chí chị nói nghe nó kỳ nhưng mà có một thứ của bọn phương tây nó làm thành công đó là lớn em đi ra ở riêng đi chị thiệt á thiệt luôn á em ở chung em ráng em say em ép ước mơ em dồn vô ước mơ của họ ước mơ của họ họ làm không được họ đẩy qua em sống rất là drama và rất là mất thời gian thiệt chỉ thiệt con chị mà sau này mà nó còn ở với chị chị muốn phải từ miệng của nó nó nói mẹ con ở với mẹ thoải mái và vui hơn con ở với đóng bạn gái của con hoặc là vui hơn con ở một mình chứ chị không muốn nó ở với chị là tại vì mẹ mà trả tiền điện tiền nước tiền nét cho nên cũng phải chịu đựng mẹ chứ mẹ thiệt ra là một con quỷ cái chị không hề muốn con chị ở với chị luôn thiệt luôn á nếu mà nó đến tuổi mình mà tám tuổi mà nó ngựa bà nó đi ra khỏi nhà chị ok lắm tại vì nó đi nó mới khôn nó đi nó mới lớn nó phải bầm dập nó mới biết cái còn giờ em ngồi em giải thích cho ba má em là em khổ chuyện tiền bạc nói sao ông không nói được đâu em đừng nói gì hết đó. đừng có quên là like share và subscribe cái kênh của nhì nếu các bạn coi hết video của nhi và tích những cái điều như đang làm tiếp tục lan tỏa cho những người khác và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của nhi song song với cái này ok đừng link ở dưới mô tả để giờ kết nối với nhau học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn. Được chưa? Như sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp. Bye bye.